Khoảng 5 giờ sáng ngày 31 tháng 8, căn nhà một trệt một lầu trên đường Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp xảy ra cháy. Phát hiện sự việc, người dân khu vực hô hoán tìm cách chữa cháy nhưng bất thành, khói lửa bùng lên dữ dội. Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận Gò Vấp đã kịp thời có mặt, triển khai lực lượng và phương tiện dập tắt đám cháy và ngăn không cho cháy lan sang các nhà xung quanh. Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Theo thông tin ban đầu, căn nhà trên có 3 người sinh sống. Khi phát hiện cháy, 2 người trong nhà đã thoát nạn qua ban công phía trước nhà, 1 người thoát ra phía cửa chính. Vụ cháy khiến nhiều tài sản, vật dụng bên trong căn nhà bị hư hỏng. Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy.